Rồi tiếp đến là bài số 5 đề 4. Đề bài cho một cái dãy số n, dãy A1, A2, AN, ta cần ghép nó lại thành một số nguyên sao cho thu được giá trị nhỏ nhất. Như vậy thì ta thấy rằng đây là một cái bài khuyến mại rất hay. Tuy nhiên ta cũng định nghĩa là dãy không giảm là dãy mà phần tử đứng sau lớn hơn phần tử đứng trước. Đấy, thì một dãy mà tất cả các phần tử thỏa mãn điều kiện này thì nó được gọi là dãy không giảm. Vậy thì với cái bài toán này thì các bạn sẽ tiếp cận bài toán theo cái hướng xử lý khéo léo. Vậy thì ta có dữ liệu. Xác định bài toán. Ta có dữ liệu vào. Ta có input của bài toán. Ta có nhập n vào cái dãy AI. Output của bài toán là ta đưa ra giá trị nhỏ nhất tìm được. Nào phía dưới tập trung nhá. Ta có thuật toán này của cái bài toán này thì ta nhận thấy để thu được một cái số mà ghép được ra giá trị nhỏ nhất thì các cái số có thứ tự từ điển nhỏ phải được cho lên đầu, được xếp trước nhé, xếp trước. Vậy thì ta sử dụng ta tận dụng tính chất của sâu để sắp xếp rồi hả? Cái hàm con này con bé. Rồi bây giờ vậy thì để sắp xếp cái thằng này thì ta sẽ thực hiện bài toán. Bước 1 thì ta nhập n vào cái dãy AI. Ở bước thứ hai ta sẽ thực hiện công việc là tạo ra một cái mảng mới, hoặc là ta cũng không cần tạo một mảng mới thì ta sẽ khởi tạo luôn cái sâu kết quả bằng sâu rỗng. Và khi đó ta duy à quên ta vẫn phải tạo ra một cái mảng mới. Tức là mà định tổ chức compare thôi, thầy sử dụng này cho nó tiện hơn. Thầy sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện thầy gắn bi thì bằng to string thằng ai. Không chỉ to string nhá. Vậy thì mảng B là nó là mảng mảng mà mỗi phần tử là kiểu sâu nhá. Ta đẩy tất cả các phần tử thầy convert nó sang sâu, thầy gọi là mảng kiểu sâu. Khi đó ở bước 3 thì ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán là ta sẽ sắp xếp lại. Thì khi đó ta sẽ sắp xếp mảng B bình thường thôi. Thì khi đó mảng B nó sẽ sắp xếp thành một dãy không giảm. Và khi đó đó vậy thì ta sẽ thực hiện là đưa mảng B ra. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng tổ chức một cái compare để ta so sánh dưới dạng kiểu sâu, nhưng thầy nghĩ ta cũng có thể tiếp cận theo cái hướng khác nhá. Như trên là một cách làm tham khảo cho cái bài toán bài số 5 đề số 4. Đây là cái cách nhưng mà ta có thể làm ngay trong giờ thi. Trong bài này ta tận dụng cái tính chất của sâu, đó là khi sắp xếp thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự từ điển, thì khi đó ta sẽ thu được giá trị nhỏ nhất. Ở trên đây là đề số 5, bài số 4. Như vậy thầy đã chưa đủ 5 bài 1, 2, 3, 4, 5 của đề số 4. Đề nghị các em phải cần cài đặt toàn bộ và nộp bài lên trên hệ thống đủ 5 bài này nhé. Dù các bạn đã code trước đấy bài theo cách khác, đã nghe giảng, nhưng ta vẫn phải cài đặt lại được cái cách theo đã được hướng dẫn để rèn kỹ năng lập trình. Chúc các bạn thành công.